Đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một ban bệnh mới với TV Sony. Con này là 40W600B. Mà mình vừa nhận được của khách hàng với hiện tượng là nhấp nháy đèn đỏ. Đấy, khi mà mình bật TV lên thì TV sẽ xuất hiện logo Sony, sau đấy là sẽ tắt và nháy đèn đỏ. Xem mình đến nó là mấy nháy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vâng, hiện tượng 6 nháy đèn đỏ với lại mô TV Sony 40W600B. Và với hiện tượng này thì sửa chữa như thế nào thì bây giờ mình sẽ mở TV ra và mình kiểm tra. Mình lên sóng nha. Vâng, model là 40W600B, sản xuất 2014. Máy bỏ vít rồi. Nước xem đấy. Cái dây kia nó quay vào TV mà nó quay vào em cũng sợ. Các bạn xem những cái video clip bên mình, làm ơn hãy chia sẻ video để nhiều người biết, để ủng hộ trung tâm. Vâng, và sau khi mở TV ra thì ở phía đằng sau TV thì nó có những cái bo như thế này. Đây là main chính đây, trung tâm xử lý tín hiệu hình ảnh, tất cả tập trung vào đây. Và cái bo này là bo nhận tín hiệu, còn cái bo này là bo nguồn, bo cao nguồn và liền với lại cái bo cao áp màn hình. Và cái hiện tượng 6 nháy thì nó đang hỏng ở cái bo này. Thì bây giờ mình sẽ mở cái bo này ra và mình sẽ kiểm tra. Trước tiên mình sẽ rút cái bo nguồn này ra này, rút cái rắc nguồn này ra. Rồi, lên cho em. Lên không? Xem rồi. Xem nó có bị thương không? Thưa xong rồi. Xong rồi. Không thương. Đây thì các bạn, đây là chính là IC điều khiển nét màn hình. Và con IC mà nếu mà có hai trường hợp, con IC này mà chết thì nét màn hình nó già. Với model W600B này thì con nét màn hình nó già, nó cũng dẫn hiện tượng chết con IC này. Đây. Và các bạn nhìn đằng sau phíp
miếng phíp của con IC đây, nó nằm đây, nó đang bị cháy cho nên là dẫn hiện tượng là nó om phíp lại. Đấy các bạn nhìn. Đấy, rất là nó om hết tất cả các phíp lại như thế này. Và mình không nhầm thì bây giờ mà cắm điện vào ấy thì cái nét màn hình sẽ chạy. Nó sẽ chạy và sờ thân con IC này rất là nóng. Thì để khắc phục cái hiện tượng này như thế nào thì trước tiên là các bạn sẽ thay con IC điều khiển nét màn hình này ra. Đấy. IC khuếch đại nét, khuếch đại công suất, khuếch đại công suất để cấp cho nét màn hình nó sáng lên. Đấy, thì mình sẽ cắm điện vào, mình sẽ thử cho các bạn xem. Cho chạy thử lúc xem nào. Vâng. Em phải cho tín hiệu vào xem nó có bị hai hình nó có bị tưa ảnh không, nếu mà tưa ảnh thì xử lý kiểu khác nữa. Sau khi mà mình cắm điện vào thì mình sẽ bật tivi lên. Đây đã có đèn xanh rồi đây ạ. À? Mình bật tivi. Và các bạn nhìn ở đằng khe. Các bạn nhìn ở khe sau tivi. Đây là có ánh sáng này đúng không ạ? Đấy chứng tỏ nó đã chạy. Mình thấy bật lên nó chết ngay rồi. Mình tắt đi, mình bật lại một lần nữa. Rồi khi mà chết ngay như thế này thì phải tắt điện đi. Tắt điện đi, bật lại thì mới được. Bây giờ trước tiên để mình xác định được nét màn hình chết hay là IC chết như thế nào thì mình sẽ câu một cái đường lệnh. Mình sẽ câu một đường lệnh để mình cô lập bệnh ra. Để nó không bị báo lỗi là 6 nháy nữa mà hiện tượng, có nghĩa là nó sẽ chạy cho đến khi chết. Một là chết IC, hai là chết nét thì thôi, hoặc là nếu mà chết nét màn hình thì nó cũng có hiện tượng nháy nét màn hình. Cho mắt bé tiếng nhé, có tiếng là nó ăn bản quyền video anh đưa lên.
sau khi mà mình đã xử lý protect xong thì mình sẽ cắm vào và mình cho TV chạy. Đây các bạn đây thấy đây. Lúc này thì TV sẽ chạy và sẽ không còn bị ngắt nữa. Rồi, có ánh sáng đây. Đấy, ánh sáng đằng sau khe LED. Đấy, ánh sáng tất cả ánh sáng đây. Thì mình sờ, các bạn sờ thân con IC này. Rất là nóng luôn ạ. Mình sờ tay nóng lắm. Thì chứng tỏ con IC này đang chết rồi. Đấy, con IC này chết rồi. Mình sờ thì nó nóng bất thường. Và đây khi mà mình xử lý xong đường lạnh thì TV sẽ không bị ngắt nữa, và đây các bạn nhìn xuất hiện chữ tín hiệu VTV3 đây. Có tín hiệu, nhưng mà đây là chỉ là xử lý tạm thời thôi, xử lý tạm thời để làm sao để mình cô lập bệnh để sửa thôi, chứ không phải là xử lý như thế này là xong. Thường thường như thế này mà cắm tín hiệu vào ấy, IC sẽ nó nóng lên, nó phải tìm mình, các bạn phải tìm ra nguyên nhân tại sao, các bạn phải tìm ra nguyên nhân tại sao mà cái con IC này nó lại nóng như thế. Cũng có hai trường hợp, một là chạy lâu ngày rồi nó già linh kiện rồi nó sẽ chập nó nóng, hai là nét màn hình này, nét ở trong này nó già, nét nó già nó cũng bị chết như thế, thì mình phải xử lý trước mắt là mình phải xử nét ở trong TV này nó không bị ăn dòng nữa thì sẽ chạy bình thường. Thì bước đầu tiên thì mình sẽ thay con IC này đi, sau đó mình sờ xem nó có nóng không. Nếu mình sờ vào IC mà vẫn còn nóng nữa thì các bạn bắt buộc phải mở màn hình TV ra và các bạn sửa nét màn hình đi. Thì hôm nay TV mới chạy được. Thì bây giờ tôi sẽ thay IC này. Rồi. Sau khi mà các bạn thay xong, bây giờ mình sẽ vệ sinh, mình rửa sạch đây. Xong linh kiện và đây là con chết của nó, con IC hỏng đây, con thay mới thì thay vào đây. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ đóng vào, mình sẽ đóng vào mình thử, sau đó mình sẽ sờ thân IC này xem nó còn nóng hay không. Các bạn nhìn nó nóng quá, nó cháy khít rồi. Nếu mà nó không nóng nữa thì chứng tỏ là nó chết con IC này thôi. Còn nếu mà nó nóng gian tay, tiếp tục nóng gian tay thì các bạn phải thay, kiểm tra nét ở trong TV này nó bị già nhé.